cuối giờ chiều nay ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết đã đến thăm và chúc mừng một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam cùng đi có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn Đến thăm phòng thương mại công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng và hội doanh nhân trẻ thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng như đội ngũ nhân viên, người lao động và hội viên. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị thời gian qua, nhất là trong việc chung tay góp sức cùng thành phố phòng chống Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định thành phố sẽ nỗ lực tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển sản xuất nhưng vẫn đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả theo quy định chung của chính phủ đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục hiến kế đề xuất nhất là trong việc hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp doanh nhân tổ chức các hoạt động an sinh xã hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các hoạt động chuyên môn theo từng lĩnh vực tiếp tục làm cầu nối hai chiều để chuyển tải hiệu quả những chính sách của thành phố, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, tạo nên thương hiệu cho Đà Nẵng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn sau đó đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, nhân viên và người lao động công ty cổ phần khu du lịch Bắc Mỹ An Furama Resort Đà Nẵng.